tâm của nông nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tròn cái khu cái đó có công ty cái bóng lát là gần chiều trong lập từ công ty Samsung. Cây đã nước tiểu độc là chỗ ăn uống của bên ngân hàng ở Hàn Quốc. Đây là cái xe ô tô đây là dừng ở đây để mà chuẩn bị đi đón công nhân ở trong khu Samsung rồi. Không, mà phải nói rất là nhiều, một số đó con xe cũ của nó phải xếp hàng vào đó. Chưa đến giờ tan ca cho người thế rồi nó còn đứng ở đây quanh quanh đấy. Đường vào trong kia là quá là chật.
xe cũ để lấy hàng hóa. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Bạn thấy hay cho mình một like và một chia sẻ thì mình làm những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.